nghỉ chào đón quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Tử Vi Phương Đông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tử Vi Phương Đông trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn đã biết, kênh Tử Vi Phương Đông chuyên đăng tải những video về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Trong đó có rất nhiều video được sự quan tâm của anh chị và các bạn quan tâm like và chia sẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Tử vi ngày 9 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp nhằm ngày 9 tháng 3 tức là ngày Nhâm Thìn, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần là ngày Hoàng Đạo, Thanh Long, tuổi xung với ngày Bính Tuất, Thổ, Giáp Tuất, Hỏa, Bính Dần, Hỏa, Bính Tuất, Thổ. Xem tử vi ngày 9 tháng 4 năm 2022 thứ bảy tuổi Tý, tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, 27 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu. Có cuộc vui, cuộc đi ngắn. Không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, gia đạo cần phải lo toan. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, 39 năm Thủy Diệu Nữ Mộc Đức, có quý nhân giúp đỡ hoặc có vận may về công ăn việc làm. Tài lộc nhưng không nên khai triển thêm sẽ gặp điều bất lợi. Giao thiệp với người khác phải đem lại điểm tốt cho mình. Có tin vui của người thân hoặc bè bạn. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý, Mộc, 51 năm Vân Hớn Nữ La Hầu, mọi việc đều phải hết sức cẩn trọng. Không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc, tình cảm, lẫn gia đạo. Tuy nhiên nếu những gì đã có sự hẹn ước hoặc đã có kỳ hạn thì hãy làm cho xong. Tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Gặp lại người xưa, chuyện cũ. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, 63 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu, đề phòng mọi rủi ro. Bất trắc. Ngày gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc phải làm việc nhiều mới có kết quả. Tài lộc tuy có nhưng chậm và cũng phải chi phí vào những việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ, có tin xa, có người đi xa. Xem tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, 75 năm Thủy Diệu Nữ Mộc Đức, mọi việc rất dễ xảy ra những chuyện trái ý, phật lòng hoặc gặp rủi ro, tai nạn, tin xấu. Nếu không sẽ là ngày nên cẩn trọng về sức khỏe, cần giới hạn mọi việc để tránh những chuyện phiền lòng, thất bại. Tuy nhiên cũng có tin tức ở xa, có tài lộc hoặc quà cáp do vấn đề tình cảm, ân nghĩa hoặc được ăn uống. Xem tử vi ngày mới thứ tư ngày 9 tháng 4 năm 2022 tuổi Sửu, cuối tam tai, tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu, Thủy. 26 năm Thái Âm Nữ Thái Bạch, ngày có rất nhiều công việc đến cần phải giải quyết hoặc nhận được nhiều tin tức, nên dễ có sự bỏ dở nửa chừng để lo những công việc cần thiết. Không nên hấp tấp quyết định, mọi việc đều phải có sự nhẫn nại chờ đợi. Có người đến hỏi ý kiến hoặc nhờ vả, có tin xa. Nên cẩn trọng về di chuyển, đi lại, sử dụng xe cộ. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, 38 năm Thổ Tú Nữ Vân Hớn, dù có gặp chuyện vui cũng không nên đi quá giới hạn sẽ đưa tới hậu quả xấu. Chuyện tình cảm không nên có sự cưỡng cầu vì chưa phải lúc để nói hết lòng mình. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến rất bận rộn phải lo toan. Đề phòng có sự trở ngại, gặp rủi ro hoặc có sự bất đồng ý kiến, kích bác. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tài. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, 50 năm Thái Dương Nữ Thổ Tú. Chớ nên vội và kết luận khi nhận được tin hoặc có sự lo âu. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thực hiện những việc đã đến hạn kỳ. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại, phiền lòng. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ. 62 năm Thái Âm Nữ Thái Bạch, hãy mạnh dạn tiến hành hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại, dù có gặp khó khăn, cản trở. Mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm tình bất an, nên tránh chuyện tranh cãi, thị phi. Có tin buồn, nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn, tạm ứng,
tiền của sự đáo hạn, hoặc chỉ là lộc ăn, quà nhỏ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, 74 nam thổ tú nữ Vân Hớn, chớ nên vội và kết luận khi nhận được tin hoặc có sự lo âu. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc phải chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Khi bắt tay vào việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại, phiền lòng. Xem tử vi ngày 9 tháng 4 năm 2022 tuổi Dần, tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần, Thổ, 25 nam kế đô nữ Thái Dương, ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Có người mang tin đến. Có tin buồn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt. Tài lộc trung bình. Cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, 37 năm La Hầu nữ kế đô, mọi việc hãy để tự nhiên, không nên manh động thì đỡ xấu. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có người mang tin đến. Tâm tình, sức khỏe bất an. Có tin vui ở xa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, không nên nóng tính hoặc hấp tấp vội vàng khi đối đầu với trở lực. Thách thức, vì sự trắc trở còn dài. Nếu là người kinh doanh thì nên uống mình theo hoàn cảnh thì mới có lợi. Nếu là người quan chức thì không nên sợ hãi trước mọi trở lực, nên mạnh tay thay đổi nội bộ, trước khó sau dễ. Hãy bỏ qua mọi chuyện thị phi, đàm tiếu, những áp lực mới có kết quả. Tuy nhiên tất cả các việc có dính líu đến giấy tờ văn tự, chữ viết, thảo đơn đều phải hết sức cẩn trọng. Chỉ nên là một dự thảo. Ngay cả quý nhân của mình nếu có cũng không đủ khả năng ứng phó, hoặc chính họ cũng đang gặp nhiều trở ngại. Không nên cầu tài lớn lao. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, 61 nam kế đô nữ Thái Dương, không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc ở quá khứ cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có người mang tin đến. Có tin buồn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không được tốt. Đề phòng rủi ro, tai nạn. Cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, 73 năm La Hầu nữ kế đô, mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Nên có sự di chuyển, thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ. Hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Cẩn trọng về tiền bạc, do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Có khách, bè bạn đến, hoặc nhận được tin tức của họ. Có tài lộc. Xem tử vi ngày 9 tháng 4 năm 2022 tuổi Mão, tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu, mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa. Nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, 36 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, chớ nên vì vấn đề tình cảm mà giải quyết mọi công việc dễ mất uy tín và gặp sự thiệt thòi. Cẩn trọng về sức khỏe. Mọi việc không nên tham cầu, có hại. Tất cả chỉ nên ở mức bình thường là tốt. Có tin tức. Quý nhân nếu có là người khác phái, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, ngày của sự đáo hạn, đến hẹn không nên chần chờ mà hãy cố gắng giải quyết. Đã đến lúc cần phải thay đổi mọi việc cũng như tình cảm. Tài lộc bình thường, không nên mưu tính. Không tốt. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão, Kim, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu, mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa. Nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc.
Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, 72 năm Mộc đức nữ thủy diệu, tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, phá ngang, ngồi lâu có hại. Nên tránh những chuyện tranh cãi. Thị phi, coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc, làm trong sự miễn cưỡng. Tài lộc trung bình, hoặc có quý nhân giúp đỡ. Ngày có đám tiệc, hoặc có thêm người. Có tin vui, hỷ sự. Có tin tức về việc làm ăn. Xem tử vi ngày mới thứ bảy ngày 9 tháng 4 năm 2022 tuổi Thìn, tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, 23 năm Thái Dương nữ Thổ Tú, 83 năm Thổ Tú nữ Vân Hớn, ngày tuổi của bổn mạng. Hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện, không nên ôm đồm công việc. Hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, tuy nhiên cũng có được cơ hội để giải trừ. Nếu không phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi. Có tin xa. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, 35 năm Thái Âm nữ Thái Bạch, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán, nên dè dặt trong mọi chuyện. Chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa. Nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẽ thêm thì bất lợi. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, 47 năm Thổ Tú nữ Vân Hớn, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán, nên dè dặt trong mọi chuyện. Có tin xa, nên thu vén công việc, và cũng không nên quyết định những công việc lớn, trọng đại. Tâm tình bất an, nên tìm gặp quý nhân. Tốt hơn là nên nghỉ ngơi, chờ đợi. Tài lộc trung bình, hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, 59 năm Thái Dương nữ Thổ Tú, ngày tuổi của bổn mạng. Có tin tức của người nữ ở phương xa, nên nhu thuận hòa hoãn trong sự tranh luận, bàn thảo, nhưng cũng không nên theo ý kiến của họ. Không nên tiến hành hoặc giải quyết ngay vì trước mặt còn nhiều khó khăn, trắc trở, hoặc vấn đề chưa có sự thỏa thuận êm đẹp trọn vẹn. Nên ngồi tại chỗ chờ thêm tin tức mới. Chi dụng tiền bạc cho khéo léo, dễ hao tài, nên hoàn trả nợ nần, tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết, hoặc nên bán đi những gì không còn cần thiết. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán, nên dè dặt trong mọi chuyện. Chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa. Nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẽ thêm thì bất lợi. Tử vi ngày 9/4/2022 tuổi Tỵ, tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, 22 năm Thái Bạch nữ Thái Âm, 82 năm La Hầu nữ Kế Đô. Tốt hơn nên noi theo lối cũ. An phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình. Hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, 34 năm Kế Đô nữ Thái Dương. Ngày có nhiều công việc đến cần phải lo âu, giải quyết. Tốt xấu lẫn lộn. Nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tin xa hoặc có khách. Ngày có sự hao tốn về tài lộc cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, 46 năm La Hầu nữ Kế Đô. Nên ra đi giải quyết công việc đã có dự tính nhưng có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Có sự trắc trở khó khăn, hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên làm việc bình thường. Có tin xa. Hao tốn tài lộc cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, đã đến lúc cần phải mạnh dạn lên tiếng hoặc phải thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng có khó khăn trước mặt. Ngày có sự hao tốn về sửa chữa, mua sắm. Có tin tốt về chuyện tình cảm, giao thiệp. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, 70 năm Kế Đô nữ Thái Dương,
ngày có nhiều công việc đến cần phải lo âu, giải quyết. Tốt xấu lẫn lộn. Nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tin xa hoặc có khách. Ngày có sự hao tốn về tài lộc. Không nên hấp tấp trong mọi việc khi gặp sự trắc trở, sai hẹn hoặc dời hẹn. Xem tử vi ngày 9 tháng 4 năm 2022 tuổi Ngọ, tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, 21 nam thủy diệu nữ Mộc Đức, 81 nam Mộc Đức nữ thủy diệu, ngày không tốt. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu, đề phòng sự tráo trở hoặc sự việc xảy đến bất ngờ khiến cho mình không trở tay kịp. Không nên nghe ý kiến của người khác mà hãy tự mình tìm phương cách giải quyết. Nếu là ngày có sự gặp gỡ thì cuộc vui cũng không vừa ý, có tin xa. Sức khỏe không tốt. Nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, chữa bệnh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Nếu không như vậy ngày có nhiều sự trắc trở, rủi ro, sức khỏe không tốt hoặc có chuyện buồn. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, có sự tiến thoái lưỡng nan. Phân vân khi đương đầu với khó khăn, chuyện buồn. Nên tìm gặp quý nhân và chờ đợi tin tức ở xa. Hoặc vì uy tín mà phải giải quyết những chuyện có sự giao hẹn, đính ước. Nên nhẫn nhịn. Có tài lộc. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ, Kim, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu, cần tránh người muốn đem tâm tình, kết bạn với mình. Đừng mong tin xa. Nên thu xếp vén khéo công việc. Có tin tức buồn vui lẫn lộn. Nếu có được mời ăn uống dự tiệc thì cũng không vừa ý hoặc phải có sự hao tốn. Ngày gặp những người có chuyện đau buồn, thua lỗ, đau ốm đến với mình. Tránh mọi chuyện thị phi, bị kích bác. Cẩn trọng khi đi đường. Nếu không gặp rủi ro thì cũng không có ích lợi. Cầu tài lộc không có lợi. Xem tử vi ngày 9 tháng 4 của 12 con giáp tuổi Mùi. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi, Mộc, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, 80 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, khi bắt đầu công việc nên cẩn trọng, hoặc khi đi xa, di chuyển có chuyện không được như ý, không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý, tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu, nếu cẩn thận nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp, hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, ngày có sự thay đổi về công ăn. Việc làm, phương hướng hoặc kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Nhưng không nên tiến hành nhanh vì sẽ có chuyện mới xảy ra khiến phải thay đổi kế hoạch. Gia đạo có đình đám hoặc có sự họp mặt, hội họp, hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Có sự thuận lợi về mong cầu tiền bạc. Có hỷ sự. Hao tốn về di chuyển đi lại, hoặc về xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, khi bắt đầu công việc nên cẩn trọng, hoặc khi đi xa, di chuyển có chuyện không được như ý, không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý. Tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu, vì có sự cẩn thận nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp, hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, ngày rất dễ hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Có nhiều chuyện phải lo âu, giải quyết. Vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại. Cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, có sự đi xa, di chuyển quay về nơi chốn cũ. Gặp lại người cũ hoặc nhận được tin tức của họ.
có nhiều công việc cần phải giải quyết do có nhiều tin tức mới đem lại. Tài lộc trung bình, hao tài cho nhiều chi phí, di chuyển, mua sắm, quà tặng. Xem tử vi ngày 9 tháng 4 năm 2022 tuổi Thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết, hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương, không nên để cho tình thế hiện tại trói buộc mình mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế. Nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra, tán vào, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Nếu có hợp đồng, ký kết, giao dịch, đầu tư, thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo, hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân, Thổ, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô, nên ra đi giải quyết công việc vì mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Đề phòng công việc dở dang hoặc phải bỏ ngang công việc làm lại. Nên nhẫn nại. Có tài lộc nhỏ, hoặc cầm tiền, đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, ngày có nhiều chuyện không vui hoặc có sự việc xảy ra không đúng như dự tính, chậm trễ, lỡ hẹn. Mọi việc không nên gấp gáp, vội vã. Đề phòng rủi ro, khẩu thiệt, tranh cãi, gặp tiểu nhân, hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt. Cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, 79 nam Kế Đô nữ Thái Dương, nên tránh mọi chuyện tranh cãi. Hoặc đương đầu sẽ không có lợi. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết, hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Xem tử vi ngày mới thứ bảy ngày 9 tháng 4 năm 2022 tuổi Dậu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, không nên hấp tấp, vội vàng, nản chí khi gặp sự khó khăn, tranh cãi. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu, mọi việc không nên hấp tấp, bước vào việc là có rủi ro hoặc hư hại hoặc có người không vừa ý, có chuyện buồn. Tuy nhiên sẽ có kết quả tốt. Nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc có công việc mới. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, không nên hấp tấp, vội vàng, nản chí khi gặp sự khó khăn, tranh cãi. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng, lộc ăn. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Dậu, Hỏa, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, không nên vội vàng vì có những sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Việc đi lại có sự cản trở hoặc gặp rắc rối. Công việc khó tiến hành cho êm xuôi. Cẩn trọng có sự trách oán, phiền lòng hoặc có tin xấu. Có cuộc vui nhỏ. Không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, 18, nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu, việc đến cần phải hết lòng dù có thiếu thốn mọi phương tiện hoặc gặp sự cản trở khó khăn mới vượt qua được. Nếu có người cần sự giúp đỡ của mình cũng nên nhiệt tình, sau này sẽ có sự giúp đỡ lại. Có tài lộc chút ít hoặc có niềm vui, lộc ăn. Xem tử vi ngày 9 tháng 4 năm 2022 tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, ngày xung của bổn mạng. Tình thế xảy ra có nhiều bất lợi cho mình. Cần phải bình tĩnh. Có tin buồn về làm ăn cũng như về tình cảm. Quan hệ giữa người có sự tranh chấp,
Trái ý, cần phải giữ vững lập trường, có tin không tốt của người thân, quý nhân hoặc bè bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, ngày xung của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được cơ hội. Vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin tức ở xa. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, 53 nam Thái âm nữ Thái bạch, ngày xung của bổn mạng. Có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc hoặc được giao phó. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng. Hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hay thuận theo thời cuộc. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất, Mộc, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn ngày xung của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin xa. Một ngày bận rộn. Hay lo. Tài lộc trung bình hoặc có chuyện vui. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú ngày xung của bổn mạng. Tính toán gì cũng hay gặp sự trắc trở khó khăn, chậm trễ, hoặc không biết tính toán nên tiến hay nên thoái. Sự quyết định nên để vào một ngày khác. Nên hoàn tất những gì đã có dự tính hoặc đến hạn kỳ. Có tài lộc. Có tin buồn. Tâm tình bất an. Xem tử vi ngày 9 tháng 4 năm 2022 tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô, có tin xa, mọi việc nên mạnh dạn và tiến hành mới có thể vượt qua được khó khăn hiện tại. Nếu không như vậy thì công việc sẽ không có kết quả, bị đứng chừng, bế tắc. Kết quả còn xa. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, không nên quá tính toán về chuyện tiền bạc, nếu có thì nên chia sẻ. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mít lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương, mọi việc không nên cưỡng cầu, hãy chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại, sẽ có lợi sau này. Có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có. Mọi việc nên chờ đợi không nên hấp tấp tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình, định kỳ, đáo hạn. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi, Mộc. 64 năm La Hầu nữ Kế Đô, không nên quá tính toán về chuyện tiền bạc, nếu có thì nên chia sẻ. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mít lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, nên di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, giải trí, chữa bệnh.